Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mẫu Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cách may quần tây nữ. Phần 2, phần thân sau. Mình có các số đo như sau: dài quần 92, vòng mông 90, vòng eo 72, vòng đùi 48, vòng gối 36, vòng lai 32, hạ gối 50. Đầu tiên các bạn sẽ kẻ một đường thẳng dọc. Sau đó các bạn đặt thân trước lên, sao cho đường chính trung của thân trước và đường dọc mới vừa vẽ nằm song song với nhau. Và chúng ta lấy dấu đường chính trung, ở đây thì mình đo được là 14 cm. Sau đó các bạn sang dấu các đường ngang: ngang đùi, ngang đáy, ngang mông, ngang eo. Ngang gối và ngang lai. Mình sẽ vẽ lại đường sườn trong và đường sườn ngồi. Phía đường sườn ngồi thì chúng ta sẽ vẽ từ dưới lai lên đến vị trí mông. Bây giờ mình sẽ nối các cái đường ngang lại với nhau. Từ đường ngang đáy của thân trước, chúng ta sẽ lấy xuống là 1,3 cm. Và mình nói lại như thế này. Chúng ta sẽ được cái đường ngang đáy của thân sau. Từ cái điểm gối của thân trước chúng ta sẽ lấy ra là 2 cm. Phía lai chúng ta cũng lấy ra 2 cm. Và phía bên sườn ngồi thì chúng ta cũng lấy ra 2 cm như thế này. Tại cái vị trí ngang đáy chúng ta cũng lấy ra 2 cm. Và bây giờ mình sẽ đặt thước, mình nối hai điểm đi lại với nhau. Đồng thời mình sẽ vẽ thẳng lên phía trên các cái đường ngang eo tại một điểm. Mình đặt điểm này là điểm Y. Và mình nối điểm lai và điểm gối lại với nhau. Phía sườn trong thì chúng ta cũng nối hai điểm này lại với nhau. Từ điểm Y này chúng ta sẽ lấy vào là 1,5 cm. Và bây giờ mình sẽ vẽ cái đường sườn của thân sau. Bắt đầu từ điểm Y1 này, chúng ta sẽ vẽ đánh cong. Đánh cong cái phần mông như thế này. Cho vị trí gối thì chúng ta sẽ đánh cho nó trơn đều ra một chút, không bị gãy. Tiếp theo, chúng ta tính ngang mông của thân sau. Ngang mông thân sau thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng cho 2 cm. Vòng mông của mình là 90, chia 4 thì được 22,5 và cộng cho 2 cm nữa thì bằng là 24,5. Mình đặt điểm này là điểm O. Từ điểm O này chúng ta tính ra là da đáy. Da đáy thì bằng vòng mông chia cho 10 và trừ cho 1 cm. Vòng mông của mình là 90, chia 10 thì được 9 và trừ cho 1 cm thì còn lại là 8. Và mình đặt điểm này là điểm O1.
Từ đường ngang eo chúng ta lấy lên là 2.5 cm. Mình vẽ một đoạn thẳng ngắn. Sau đó thì mình đặt thước từ điểm Y1 xéo lên đoạn thẳng ngắn và mình tính ngang eo. Theo công thức là bằng vòng eo chia cho 4 và cộng cho 2.5 cm bên. Vòng eo của mình là 72, chia 4 thì được 18 và cộng cho 2.5 cm bên nữa thì chúng ta được là 20.5 cm. Tiếp theo mình sẽ vẽ lại cái đường chính trung. Lúc nãy mình đã lấy dấu sẵn. Mình đặt cái điểm này là điểm Y2. Và mình nối cái điểm Y2 và Y1 lại với nhau. Tiếp tục chúng ta nối điểm O và điểm Y2 lại. Mình đặt điểm này là điểm O2. Và nối O2 và O1 lại với nhau. Cái đoạn thẳng này chúng ta cũng chia ra làm hai phần bằng nhau. Mình đặt điểm này là điểm O3 và ta nối điểm O và O3 lại với nhau. Sau đó mình chia đôi cái đoạn thẳng O và O3 ra hai phần. Và mình sẽ vẽ cái vòng đáy của thân sau. Bây giờ mình sẽ nối cái điểm gối của thân sau và cái điểm đầu đáy của thân sau lại. Và mình sẽ đánh cong sườn trong của thân sau vào 1.5 cm. Cái đoạn thẳng Y1 với Y2 chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Và mình sẽ kẻ thẳng một đường xuống để mình làm cái bên. Từ đường thẳng mình mới vừa vẽ, mình lấy qua mỗi bên là 1.2 cm. Và mình lấy dài cái bên là 7 cm. Sau đó mình nối lại như thế này. Sau đó thì mình nối lại như thế này. Và chúng ta sẽ đá cái đuôi ghé của cái bên lên 1 cm. Mình vẽ lại vòng lưng của thân sau như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cái rập của thân sau ra. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế lưng. Thì mình sẽ đặt hai cái thân sau. Mình đặt cái thân trước và thân sau nó trùng lại với nhau như thế này. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái vòng lưng dưới. Mình lấy dấu điểm sườn, điểm đầu và điểm bên. Vị trí bên thì chúng ta sẽ xếp lại và chúng ta vẽ tiếp cái đoạn còn lại. Mình lấy dấu vị trí đấy. Sau đó thì mình sẽ vẽ là đậm lại. Từ cái đường này mình sẽ vẽ hai đoạn thẳng như thế này. Mình sẽ vẽ hai đoạn thẳng vuông góc như thế này.
Cái đường cong này là đường lưng dưới. Từ đường lưng dưới này chúng ta sẽ lấy lên là 3,5 cm, là cái mép lưng trên. Chúng ta lấy đều lên 3,5 cm và mình vẽ lại cái mép lưng trên. Đầu này chúng ta sẽ chừa ra bây giờ là mình sẽ chừa cái đầu lưng phía này là 5,5 cm. Và phía sau này là chúng ta sẽ chừa ra là 3,5 cm. Là cái đường mấy đấy. Mình lấy dấu lại vị trí sườn, vị trí bên cho nó rõ thêm. Lưng thì các bạn sẽ cắt là nhân 4. Ở đây mình ghi lộn là nhân 2. Thân trước nhân 2. Thân sau nhân 2. Chúng ta sẽ chừa đường may. Lưng 1 cm. Vòng đáy 1 cm. Vòng đáy thân sau. Vị trí này chúng ta sẽ chừa 1 cm. Lưng 1 cm. Sườn trong chúng ta chừa là 1,5 cm. Sườn ngồi 1,5 cm. Thân sau cũng vậy. Sườn trong chúng ta cũng chừa là 1,5 cm. Sườn ngồi chúng ta cũng chừa là 1,5 cm. Lai thì chúng ta chừa là 4 cm. Lai vườn tay cho nên chúng ta chừa hơi lớn một chút. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn.